Vâng, xin chào các bạn. Và tiếp theo là tôi xin giới thiệu với các bạn cái buổi hôm nay. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhận biết, đọc giá trị và đo kiểm tra linh kiện điện trở. Thì cái phần đầu tiên thì xin giới thiệu với các bạn các cái loại điện trở cơ bản mà chúng ta sẽ thường gặp ở trong cái kỹ thuật điện tử. Thì nhất là các bạn nhìn thấy ở trên này cái loại to này. Đó, loại to này. Đây là cái loại điện trở xi măng. Nó gọi là điện trở công suất. Điện trở công suất căn cứ vào đâu mà điện trở công suất, các bạn thấy là thể khối nó to. Đấy là thứ nhất này. Loại thứ hai là đây là chiết áp này. Đó. Còn đây là biến trở. À, biến trở nó có hai loại. Đây một loại này và đây một loại. Thì chung cả hai loại này người ta gọi là điện trở biến đổi, nhưng thằng này thường gọi là chiết áp, này gọi là biến trở. Và cái loại thứ ba là cái cầu trì, thì đây là cái loại cầu trì. Đó. Và loại thứ tư là điện trở vòng màu, thì đây là điện trở vòng màu này. Loại này là loại 4 vòng vòng màu và đây là loại 5 vòng màu. Và loại thứ năm là cái loại điện trở dán. Đây, điện trở dán thì các bạn quan sát ở trên một cái bo laptop này. Thì chúng ta căn cứ vào đâu chúng ta biết nó là điện trở dán. Ở đây chúng ta dưới này chúng ta chữ R dưới này. Và hình dạng của cái điện trở này của chúng ta là màu đen. Và trên thân này nó có ghi số, ví dụ như 4 con này, 1 này, 2, 3, 4 này, nó ghi là 102. Thì căn cứ vào cái hình dáng của nó và cái ký hiệu dưới mên đó, thì đây chúng ta xác định đây là điện trở dán. Đó. Thì trên cái bo sau này của chúng ta là bo laptop này, rồi bo TV LCD này, rồi mạch điều hòa inverter này, đấy, rồi main PC đó. Thì chúng ta hoặc điện thoại là nó sẽ có cái linh kiện dán thế này, thì các bạn sẽ làm quen với nó. Đó. Thì đây là phần giới thiệu. Phần sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là đọc và đo cái điện trở. Thì trên cái loại này của chúng ta nó đã ghi trực tiếp như thế này. Đấy, trực tiếp như này thì 5W này nó là công suất là P bằng 5W, còn lại 1 ohm J. 1 ohm là giá trị điện trở này bằng 1 ohm, còn J này là sai số cộng trừ 5%. Đó. Để tiến hành đo cái điện trở này thì chúng ta sẽ thực hiện các cái bước sau. Bước 1 là chuẩn bị đồng hồ, vặn chuẩn bị đồng hồ. Bước 2 là chúng ta sẽ đọc cái giá trị điện trở. Đó, con này là nó có ghi là 5W 1 ohm. Thì lúc này tiến hành căn cứ vào cái giá trị điện trở và chúng ta sẽ vặn đồng hồ về cái thang ohm thích hợp. Như vậy là tôi vặn về cái thang nhân 1 ohm đây. Đây là thang ohm thích hợp. Và sau đó là chỉnh kim đồng hồ về 0. Đó, đây đã về 0 rồi. Sau khi chúng ta chỉnh kim về 0 thì tiến hành dùng hai que đo đặt vào hai chân của điện trở. Đó, đặt hai chân điện trở. Lúc này kim đồng hồ chỉ xấp xỉ bằng 1 ohm. Như vậy cái giá trị đo và giá trị đọc nó tương đương nhau thì nó là một cái điện trở tốt. Thì đấy là cái trường cái điện trở công suất này. Thứ hai là cái điện trở vòng màu. Rồi giới thiệu với các bạn đây là các loại điện trở vòng màu. Thì có hai loại. Một là cái điện trở 4 vòng màu. Thì đây là 4 vòng. Và cái loại thứ hai là loại điện trở 5 vòng màu. Đó. Đó, thì đây là 5 vòng, đây là 4 vòng. Và sau đây tôi hướng dẫn các bạn đọc cái điện trở. Trên tay tôi đang cầm một cái điện trở là 4 vòng màu. Thì ở đây nó sẽ có cái vòng lâu này, xanh lá, lâu và nhũ vàng. Thì cái vòng nhũ vàng này là cái vòng sai số, tức là cái vòng thứ tư. Chúng ta phải tiến hành, chúng ta đọc từ cái vòng 1 là lâu, xanh lá, lâu. Đó. Thì các bạn học lý thuyết rồi, là gì? Vòng 1, vòng 2 là giá trị thực. Đó, vòng đó. Còn vòng 3 là lũy thừa, còn vòng 4 là sai số. Thì cái này các bạn muốn đọc được thì các bạn phải tra cái bảng màu, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có là màu lâu là 1, màu xanh lá là số 5. Như vậy là 10 năm và nhân với 10 mũ 1, vì lâu là 1 mà, là 1 số 0. 15 x 11 bằng 150 ohm cộng trừ 5%. Đó. Thì đây là một cái điện trở 150 ohm. Thì tiến hành bây giờ tôi sẽ đo kiểm tra xem cái điện trở này
còn dùng được hay là hỏng. Tiến hành đo. Bước 1 chuẩn bị. Bước 2 là vặn đồng hồ về thang ôm thích hợp. Như vậy cái điện trở này 150 ohm thì tiến hành vặn về thang nhân 10 ohm là thích hợp. Và chập kim đồng hồ, chỉnh kim đồng hồ này về 0 ohm. Đó, về 0 ohm. Rồi tiến hành là đặt hai que đo vào hai chân của điện trở. Hai que đo vào hai chân của điện trở. Đó. Các bạn quan sát cái giá trị trên mặt hiển thị đồng hồ nó báo cái số 15. 15 nhân với 10 là 150 ohm thì kết luận là cái điện trở như thế này là tốt. Cái điện trở 5 vòng thì chúng ta đo tương đương như cái điện trở 4 vòng. Cũng vậy thôi. Theo nguyên tắc là chúng ta đọc giá trị, sau đó là vặn đồng hồ, chỉnh về 0, sau đó tiến hành là đặt hai que đo vào hai chân của điện trở. Tiếp theo là tôi hướng dẫn các bạn là đo tiếp đến cái cầu chì. Thì cái cầu chì này chúng ta vặn về đồng hồ về thang nhân 1 ohm này. Đó, vì cái điện trở cầu chì các bạn học lý thuyết rồi nó rất nhỏ thôi. Đặt hai que đo vào hai cái đầu của cái điện trở cầu chì này. Nếu nó thông bằng 0 thì là về 0 là tốt. Đó, đấy, sắp xỉ 1 ohm này, chập kim nữa nhé. Chỉnh kim về 0 này. Đó. Và đặt hai que đo vào hai đầu của cái cầu chì này. Và kim nó chỉ về 0 như này, kết luận là cái cầu chì này tốt này. Đó. Còn trường hợp hư hỏng là đặt kim vào đây, đặt hai que đây kim nó không lên thì là hỏng. Đấy là loại thứ 3. Và loại thứ 4 là cái biến trở này, hay gọi là cái chiết áp này. Cái này của chúng ta có giá trị là 10k. Đó, 10k. Thì thực hiện các bước như sau. Đặt đồng hồ về thang nhân 1k này, chập kim đồng hồ, chỉnh về 0. Chỉnh về 0 này. Sau đó là đặt vào chân 1 và chân 3. Đó, đặt vào chân 1 3 thì trên đồng hồ nó báo chúng ta là gì? 10, số 10 này. 10 nhân với 1k bằng 10k. Như vậy cái giá trị cái điện trở này vẫn tốt này. Sau đó tiến hành này. Sau đó tiến hành đo, tiến hành dịch chuyển que đo sang 1 2 hoặc là 2 3. Đó, 1 2 hoặc 2 3 như thế này. Đó. Rồi tiến hành là gì? Chỉnh núm vặn. Các bạn quan sát đồng hồ nó sẽ về đến 0 0k, đó, không phải 0 ohm này. Tiến hành vặn ngược lại. Đó, lên đến 10k. Thì như vậy là kết luận là cái biến trở này ở cái chiết áp này của chúng ta vẫn tốt. Đó, cái biến trở này thì các bạn thực hiện cũng như cái chiết áp này thôi. Đấy, các bước thì tôi hướng dẫn các bạn đo cái điện trở. Tiếp theo là tôi hướng dẫn các bạn cách nhận biết, đọc và đo kiểm tra đến cái tụ điện. Thì về tụ điện cơ bản thì chúng ta sẽ có mấy cái loại như sau. Thứ nhất là cái loại tụ thường không phân cực. Thì các bạn quan sát là nó có rất nhiều hình dáng nhé. Đó. Đây. Rất nhiều hình dáng. Tròn cũng có này, hình chữ nhật cũng có. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái nữa là cái tụ dán. Đấy, cái tụ dán ở trên cái bo máy tính này, bo laptop này. Đây. Đây, căn cứ vào đâu mà biết là tụ? Đây, cái chữ C đây. C17 đây. Và con tụ này của các bạn thấy là cái hình dáng của nó là hình chữ nhật, có màu lâu. Đây, chính là anh này. Đây nữa. Đó, màu lâu. Đây. Đây nữa. Đấy, chữ C, căn cứ chữ C bên dưới mên này. Đó, thì đây nó là cái tụ dán. Tất cả những cái linh kiện tụ dán này nó cũng là đều là cái tụ không phân cực. Đây là cái loại tụ phân cực nhé. Đó. Thì ở dưới mên các bạn nhận biết cái tụ phân cực này, cái mên này thì nó cũng có chữ C dưới mên này. Đấy, C đó. C3239 230. Đó. Và ở bên này cái vạch đậm bên này, đây nó là âm tụ, còn bên này là dương tụ. Đấy, loại này thì không dán mà loại này cắm xuyên từ bên này sang bên này, hàn vào bên này. Bên này, chân bên này. Còn lại cái linh kiện tụ không phân cực nó là cái tụ loại này. Đó, tụ dán đây. Và cũng căn cứ vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy chữ C17 màu lâu.
hình chữ nhật nhật màu lâu đây nhá, đây và đây đó, đây là về hình dáng của cái tụ chuyên bộ, hoặc là đây, hoặc các bạn chỉ cần nhìn căn cứ vào cái hình dáng đây, các bạn nhìn thấy 1, 2, 3 đây đó, thì đấy là các cái dạng tụ nằm trên cái bo này, hoặc là cái tụ đây, đây là cái tụ loại phân cực đây, dán đấy, bên này là cực dương, bên này là cực âm, vì rất rõ như vậy C202 là chính là con này. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách đọc giá trị. Thì trên tay tôi đang cầm các bạn đây, ví dụ như một cái tụ thường này, và ở trên này các bạn thấy nó ghi là 302G. Đấy. 302G 1600V. Đó, đây, dưới này là 1600V này. Như vậy này, 302G này, bây giờ chúng ta phải đọc theo cái luật bội số thì sẽ ra được giá trị điện dung của tụ. Như vậy là cái số 302 này là giá trị điện dung này, còn 1600V này là điện áp công tác, hay người ta gọi là điện áp đánh thủng cái tụ này. Đó. Thì như vậy là đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là đọc cái tụ này. 302 thì chúng ta đọc theo cái luật bội số. Thì 302 như vậy thì ở đây chúng ta là gì? Là có 30 nhân với 10 mũ 2. Đó. 30 nhân 10 mũ 2. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ra được cái tụ này có giá trị là 3000 picofarad. Và chúng ta sẽ đổi ra được 3 nano. Đó, 3 nano. Đấy. Đây là cái tụ thứ nhất. Loại thứ hai là giới thiệu với các bạn, đây là cái tụ hóa. Đây là cái loại tụ hóa phân cực. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái hình dạng bên ngoài về hình này, nó chỉ có cái hình trụ tròn này thôi. Đây, hình trụ tròn. Đó. Và ở cái vạch màu trắng này, nó là cái chân này là cực âm tụ này, còn bên này là cực dương tụ. Đấy, bên này dương tụ. Ở đây tôi lấy cái tụ mà vẫn chưa cắt chân, thì các bạn quan sát đây, màu trắng đây, đây chính là âm tụ, còn bên này là dương tụ. Và các bạn quan sát khi nếu mà mới tinh chưa dùng gì đó, thì cái chân âm này bao giờ cũng ngắn hơn cái chân dương. Đó, thì đấy là chúng ta phân biệt là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là cách đọc cái giá trị trên tụ này. Cách đọc ở trên tụ này nó cho chúng ta là gì? Là 1500 microfarad, 25V. Thì như vậy ở đây là gì? 1500 microfarad này là điện dung của tụ, còn lại 25V này là điện áp công tác, hay gọi là điện áp làm việc của tụ này. Tụ đó. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái thông số nữa. Đây. Nó cho chúng ta biết là 105 độ C. Như vậy là cái tụ này khi nó quá 105 độ C này thì con tụ này sẽ hỏng. Như vậy đây là cái nhiệt độ mắc mà con tụ này nó chịu đựng được. Thì đấy là cái cách đọc điện tụ điện. Sau đây tôi hướng dẫn các bạn là cách đo. Bây giờ các bạn đã học về phần lý thuyết rồi. Là cái tụ mà có giá trị điện dung lớn thì chúng ta đặt thang ôm nhỏ, và tụ điện dung nhỏ đặt thang ôm lớn. Thì như ví dụ như cái tụ này của chúng ta là có 302, như vậy con này là 3 nano, thì giá trị điện dung nhỏ thì chúng ta phải đặt về thang 10K này. Đo là đo cái gì? Đo kiểm tra cái sự nạp phóng của con tụ này. Đó, tiến hành các bạn quan sát này. Đấy. Như con tụ này, như con tụ như thế này. Đó. Không thấy kim lên. Đó. Còn tiếp theo con này của chúng ta là 104. Đấy nha các bạn quan sát này, 104. Đó. Kim nó vọt lên này, rồi nó trở về luôn này. Đấy. Tay thì thao tác là các bạn là cầm cái đồng hồ. Đấy, cầm như thế này và ta đo này, đặt này. Đó, đảo que. Thì quan sát kim đồng hồ vọt lên về ngay. Đó. Còn anh này cũng vẫn thang đó nhưng kim không lên. Đó, thì con tụ này của chúng ta là đã hỏng, vì không có khả năng này tích điện và phóng điện, thì như con này là hỏng này. Đó, còn con này là tốt này. Đó. Thì đấy là cái tụ thường, còn đối với cái tụ hóa, cái tụ hóa này thì các bạn cũng phải đọc giá trị. Đây con này là của chúng ta là 470 micro. Rồi tiến hành đo các bạn ạ.
que đen là đặt vào dương tụ, que đỏ đặt vào âm tụ, thì lúc này là tụ nạp điện này. Đó, các bạn quan sát đồng hồ nó kim vọt lên về ngay này. Còn lần thứ hai đảo que là tụ phóng điện. Đó, đây. Nạp này, phóng này. Đó, các bạn quan sát cái đồng hồ là kim vọt lên trở về ngay, cả hai lần đảo que thì kết luận là con tụ này tốt. Còn các trường hợp hư hỏng thì các bạn thấy quan sát cái con tụ vừa rồi đó, thì đấy là cái cách đo kiểm tra cái tụ điện. Tiếp theo là tôi giới thiệu với các bạn sang cái linh kiện nhận biết và đọc đo kiểm tra cái linh kiện cuộn cảm hay gọi là cuộn dây và biến áp. Thì trước tiên là các bạn nhìn thấy các cái cuộn cảm, đây là cái hình dạng các cái cuộn cảm. Đó, hình dạng cuộn cảm này. Bên này rời bên ngoài. Đấy. Còn trên cái bo mạch thì các bạn quan sát đây là cuộn cảm này. Đây cuộn cảm. Đó. Đây, trên cái bo bên này, đây là cái cuộn cảm này. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái loại cuộn cảm mà có vòng màu. Thì đây là cái cuộn cảm có vòng màu này. Ngoài cái hình dạng này ra thì chúng ta có một cái dạng mà cuộn cảm giống điện trở, người ta gọi là nó có vòng màu. Thì căn cứ vào đâu ta biết đây là cuộn cảm? Vì ở dưới main nó đã ký hiệu cho chúng ta, ví dụ như cái linh kiện này là L701. Đấy, L là cuộn ký hiệu cuộn cảm. Thì đây cũng là cái cuộn cảm này. Đó. Đây cũng cuộn cảm này. Đấy, đây cũng cuộn cảm. Thì đấy, cái hình dáng là cơ bản cái cuộn cảm như vậy. Đây chúng ta có hai cái biến áp xung. Đây là cái biến áp xung này. Đây là cuộn cao áp, biến áp tăng áp này. Còn đây là biến áp xung. Đó. Và đây là cái biến áp nguồn. Đấy, biến áp nguồn hay người ta gọi là biến áp lõi sắt từ. Đó. Còn đây là biến áp lõi ferrit hay gọi là biến áp xung. Thì sau này cái anh này là dùng trong cái bộ nguồn thường. Còn anh này dùng trong bộ nguồn xung. Thì đấy là về cái nhận biết về cái cuộn cảm ở trên bo mạch thì như vậy, rồi trên hình dạng thực tế thì cơ bản như vậy. Thế thì như cái cuộn cảm này các bạn chú ý này, cuộn này của chúng ta nếu nó đếm có 1, 2, 3, 4 đầu dây thì như vậy trên cái cuộn này chúng ta có hai cuộn dây, hai cuộn cảm bên trên này. Đó. Còn lại như cái cuộn này nó chỉ thò ra có hai cái đầu này thôi, thì đây chúng ta chỉ có một cuộn này. Đây, một cuộn cảm rất đơn giản như này thôi. Đó. Thì đấy về giới thiệu về cuộn cảm. Còn về cách đo kiểm tra, cái đo kiểm tra thì chúng ta có hai cái đồng hồ mà chúng ta để đo cái cuộn dây này. Cái thứ nhất, nếu như mà cuộn dây mà nó ngắn mà nó nhỏ thì có thể chúng ta dùng cái đồng hồ số. Còn không thì chúng ta cứ dùng cái đồng hồ thang vạn năng cơ này, là tạt thang nhân 1 ôm hoặc nhân 10, tùy vào cuộn dây mà tiến hành. À, chúng ta sẽ đặt cái đồng hồ. Thế thì cái trước khi đo kiểm tra là các bạn này, thực hiện các bước này. Thứ nhất là chúng ta phải quan sát cái cuộn dây này phải sáng này. Đó, ngửi không thấy có mùi khét như này. Đây là những cái cuộn dây sáng không có à. Các bạn nhìn thấy nó dây nó vẫn còn óng nguyên cái vòng vàng của cái lớp EMI như này, thì như vậy là chứng tỏ là cái cuộn dây này vẫn còn tương đối tốt. Thì chúng ta tiến hành, chúng ta đo kiểm tra nhá. Đó. Thì tiến hành này, vặn đồng hồ về thang nhân 1 ôm, chỉnh kim về 0, chỉnh kim về 0, rồi tiến hành đo vào, đặt hai que đo vào hai đầu của cuộn dây. Đặt hai que đo vào hai đầu cuộn dây. Đó. Quan sát cái đồng hồ lúc này là kim đồng hồ nó chỉ cho chúng ta khoảng 0,4 ôm. Đấy, 0,4 ôm. Đó. Cuộn bên, xem cuộn bên này xem. Đó, cuộn bên này cũng vậy, như vậy là hai cái cuộn dây này vẫn còn tương đối tốt này. Đó. Hai cuộn dây này. Đây chính là cái điện trở tính toán của cái cuộn dây này. Thế còn trường hợp nếu như các bạn đo vào hai cái đầu dây này mà kim đồng hồ nó không lên. Đấy, kim đồng hồ nó không lên thì kết luận là cuộn dây này đứt này. Đó. Còn nếu em đo vào hai cái đầu cuộn dây này mà nó bằng 0 ôm thì kết luận là cái cuộn dây này nó bị chập. Đó. Thì đấy là về cái cách đo cuộn cảm. Thế ngoài cái cuộn đó ra thì có thể là chúng ta còn có những cái cuộn cảm mà nó quấn chồng lên nhau, như cái cuộn trong cái nguồn của máy tính ATX này, nó cuốn chồng lên nhau 5 cuộn dây. Đây là 1 này, 2 này, đấy, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, bên này 5 đầu này. Đó, 1 đầu này,
2 này, 3 này, 4 này và đây là số 5 này. Thì như vậy là cái cuộn dây này chúng ta ở trên cuộn này là có 5 cuộn. Đấy, cuộn này thì chỉ có một cuộn thôi. Đó, một cuộn thôi. Đấy là cái cách đo cái cuộn dây này. Thì nhắc lại này, bước 1 là chúng ta quan sát này. Quan sát cuộn dây phải sáng không có mùi khét này. Thứ hai là chúng ta vặn đồng hồ về thang nhân 1 ôm hoặc nhân 10 ôm tùy vào cuộn dây. Sau đó chập kim đồng hồ và tiến hành đặt hai que đo vào hai đầu của cuộn dây. Và cái giá trị chúng ta thu được nó phải khác không ôm và khác vô cùng ôm. Và có một cái điện trở danh định thì đó là cái cuộn cảm tốt. Đó. Đấy là về cái cuộn cảm. Còn cái cách đo cái biến áp thì các bạn chú ý cái đây là một cái biến áp nguồn. Thì chúng ta cần quan sát cái biến áp nguồn ở đây là gì? Thứ nhất là chúng ta có cái vỏ biến áp này. Đó. Thứ hai nữa là các bạn quan sát vào cái tem mác này. Ở đây nó ghi 5A đây. Nghĩa là cái biến áp này của chúng ta công suất chịu đựng là 5A. Đó, 5A. Đó. Khi nó vượt quá cái ngưỡng này thì con biến áp này nó sẽ chết. Đó. Và các bạn quan sát nhé. Nó có cái mức này, bên này, bên phía bên này là thứ cấp này. Còn phía bên này là sơ này. Đó, sơ cấp đây. Đây, sơ cấp này các bạn thấy là gì? Nó có điểm không ôm là điểm trung. Và rắc đây là rắc 110, rắc này là rắc 220. Như vậy là gì? Cái biến áp này người ta sản xuất ra cho chúng ta là sử dụng được 110V cũng được và 220 cũng được. Và cách đấu thì đấu như thế nào? Nếu chúng ta có điện áp 110V thì ta đấu một cái sợi dây vào cái rắc này, một sợi dây vào đây thì chúng ta sử dụng là điện 110. Còn nếu không có điện 110 như tôi đang sử dụng điện áp 220 thì ta phải đấu một dây vào rắc 0 này, 0V này và một dây vào cái điểm 220 này thì chúng ta đang sử dụng nguồn điện 220. Đây là bên này cuộn sơ cấp. Còn sang bên thứ cấp bên này, cấu tạo của cái bên thứ cấp này, đây nó cũng có điểm 0V là điểm trung, điểm mát của cái bên thứ này. Và cái cọc thứ nhất nó ghi là 6V, 9V và 12V. Đây 12V, 15V, 18V và 24V. Đây 24V. Thì như vậy là cái biến áp này của chúng ta là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đầu ra. Tức là nó sẽ tương đương với có 6 cái cuộn thứ cấp. Đó. Thì tiến hành là chúng ta cách đo kiểm tra thì chúng ta phải thực hiện các cái bước như sau. Đấy, bước 1 là cũng quan sát. Đấy, mà quan sát biến áp này. Đấy, không có biểu hiện gì khác thường. Các cuộn dây phải sáng, không có mùi khét. Thì tiến hành đo. Và chúng ta thực hiện đo như cuộn cảm. Đó, đo như cuộn cảm. Thì trước tiên là tôi đo cái điện trở của cuộn dây sơ cấp trước. Điện trở cuộn dây sơ cấp này. Thì lúc này tôi sẽ vặn về thang nhân 10 ôm, chập kim đồng hồ. Thang nhân 10 ôm chập kim đồng hồ. Tiến hành đo điện trở của cuộn sơ cấp. Chứ đây trên này chúng ta có hai cuộn sơ cấp thì tôi sẽ đo trước cái cuộn 220 này bằng bao nhiêu. Đó. Lúc này ở đây là nó cho ta đến cái số 9 ở trên mặt hiển thị đồng hồ, số 9. 9 nhân với 10 bằng 90 ôm. Như vậy cuộn sơ cấp này có giá trị là 90 ôm. Đó. Tiến hành tôi đo cái cuộn thứ hai là cái cuộn 110 xem bằng bao nhiêu. Cuộn 110. Đây là đo thôi, còn nếu các bạn không có cái điện áp 110 thì cái nguồn này không bao giờ dùng đến. Đây. Lúc này các bạn thấy ở đây chúng ta là nó chỉ rơi vào khoảng 4 ôm rưỡi, 4,5 nhân với 10 bằng 45 ôm. Như vậy là cái cuộn này sẽ nhỏ hơn cuộn này. Cuộn này là số 9 mà. Đó. Thì như vậy cuộn này là 90 ôm này, cuộn này là 45 ôm này. Đó, thì đấy là cái thứ nhất, nó cũng giống như cái cuộn dây cuộn cảm. Tiến hành ta đo tiếp sang cái cuộn dây bên thứ cấp thì điểm không ôm ta đặt một que vào đây. Tôi đo sang đến cái này thì bên này điện trở nhỏ hơn thì ta vặn về thang nhân 1 và chập kim đồng hồ. Trở về không. Tiến hành đo điện trở cuộn dây. Đấy, cuộn này của chúng ta nó chỉ vào 0,2 ôm. Đó, 0,2 ôm. Cuộn này lớn hơn một chút nữa,
đấy, khoảng 0,3. Đấy. Sang cuộn này là 0,4 ôm. Như vậy các bạn thấy là các cái cuộn dây này nó sẽ tương ứng với điện trở, nó sẽ tương ứng với cái điện áp đầu ra. Còn các cuộn dây còn khác thì chúng ta đo vẫn tương tự như vậy thôi. Thì như vậy là cái biến áp này chúng ta phải đo kiểm tra là gì? Bước 1 là quan sát này, bước 2 là đo điện trở các cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp. Nó phải khác không ôm và nó khác vô cùng ôm. Nó bằng một cái giá trị điện trở tính toán nào đó. Thì đấy là cái bước thứ nhất là chúng ta vặn thăng nhân 1 ôm. Bước thứ hai tiến hành là chúng ta đo cái độ cách điện của cái biến áp này. Thì ta chuyển về đồng hồ về thang nhân 10K ta đo. Biến áp này nó là cái biến áp cách ni. Thì chúng ta phải đo được, kiểm tra được xem cái biến áp này nó cuộn dây sơ và cuộn dây thứ cấp nó có dính vào nhau không, có chạm chập đâu không. Thì tiến hành đo này. Một que tôi đặt ở bên cuộn sơ cấp và một que tôi đặt ở bên cuộn thứ cấp. Đó, ta đo lần lượt các cái cuộn bên thứ này. Đó, các bạn thấy là quan sát đồng hồ là kim nó không lên nhé. Đó, đây. Không lên. Đó, tiến hành. Không lên này. Đó. Đó. Thì kết luận ở đây là gì? Là giữa cuộn sơ cấp với cuộn thứ cấp này là cách ni tốt này. Đó. Rồi tiến hành chúng ta đo cuộn sơ cấp với cái vỏ biến áp xem nó có dò không. À không dò này. Không này. Đó. Và như bên sơ cấp thì chúng ta tiến hành lại bên thứ cấp. Đấy, đo các cuộn thứ cấp xem nó có chạm chập với vỏ không. Không nha. À. Đấy, các bạn quan sát đồng hồ không thấy kim lên. Đó, và đây tôi chập que nó lên luôn. Đó. Thì như vậy ở đây các bạn thấy là khi chúng ta tiến hành đo được cái kết quả như trên thì kết luận là cái biến áp này cách ni tốt. Đấy, cách ni tốt. Đó. Đấy là cái bước tiếp theo. Và đối với cái biến áp nguồn này thì có thể là các bạn sẽ cấp nguồn và các bạn sẽ đo nóng được. Cấp nguồn đo nóng được. À, tiến hành sau khi tôi kiểm tra hai bước mà không thấy có dò chạm chập gì thì tiến hành cắm điện để đo nóng. Kiểm hành đo nóng thì bước đầu tiên là ta đo cái nguồn cấp vào trong mạch điện này có chưa. Nó là 220V xem có chưa. Đó, 220V. Chuyển đồng hồ về thang 250 và ta đặt vào đầu của cái biến áp này. Đó, các bạn thấy là chúng ta đã có điện áp 225 230V. Đó, nó sai số đồng hồ kệ nó. Đó. Đây là cấp nguồn vào bên thứ cấp rồi. Thì chúng ta đo kiểm tra cái điện áp ra này xem nó có đúng cái giá trị ở trên nó ghi ở trên thân không. Rồi, chuyển về thang 10V AC tiến hành này. Một que ta đặt vào cái điểm 0V này. Đấy. Và một que ta đo vào cái điểm này để rắc ra 6V này xem ra bao nhiêu. Đó. Ở đây nó ra 6V 2, 6V 3, 6V 4. Đó. Tiến hành tiếp theo cái rắc 9V xem ra bao nhiêu. Đó, ra gần 10V. Và cái rắc 12V thì chuyển về 5 thang 50. Cái này đo tiếp. Rồi, thang này ra chuẩn luôn là 12. Tiếp theo 15. Ra 15V, đấy, 15V này. 18V. 18V, 24V. 24 đây ra 25V. Đó. Thì như vậy là cho kết quả như vậy thì chúng ta bây giờ có quyền là quyết định là gì? Là kết luận là cái biến áp này là tốt.